Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 dương lịch năm 2023, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Tam Đảo đã đến thăm, chúc mừng ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Tam Đảo, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, Đại Bảo Tháp Tây Thiên. Tại nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện Tam Đảo đã tặng hoa gửi lời chúc mừng đến các chư tăng ni Phật tử, ban trị sự Phật giáo huyện đón một mùa Phật đản an lạc, đầm ấm và hạnh phúc, đồng thời mong muốn ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện tiếp tục vận động tăng ni Phật tử ủng hộ cùng cấp ủy chính quyền thực hiện tốt công tác đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ tư đã đề ra, xây dựng huyện Tam Đảo trở thành thị xã vào năm 2025. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện và các tăng ni Phật tử, các chư tăng trụ trì bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến chính quyền địa phương đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Phật giáo trên địa bàn, đồng thời khẳng định Giáo hội Phật giáo huyện và các tăng ni Phật tử sẽ tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương. Tập đoàn Thép Việt Đức vừa tổ chức Đại hội Công đoàn khóa 6 nhiệm kỳ 2023-2028. Tập đoàn Thép Việt Đức hiện có 17 tổ công đoàn trực thuộc với gần 800 người lao động. Nhiệm kỳ qua, công đoàn tập đoàn đã thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật, đặc biệt đã mua bảo hiểm cho 100% cán bộ công nhân viên lao động, dành gần 2,2 tỷ đồng thăm hỏi, hỗ trợ người lao động lúc ốm đau, khó khăn, hoạn nạn và tặng quà sinh nhật cho cán bộ công nhân viên. Trong nhiệm kỳ, phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm được công đoàn chú trọng và phát huy hiệu quả, đã có 17 giải pháp, 25 sáng kiến được công nhận với tổng giá trị làm lợi hàng tỷ đồng. Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Tập đoàn đề ra các chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh, 100% người lao động làm việc được ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, không có người lao động vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp được 30 đảng viên mới. Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn khóa 6 nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn cấp trên. Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương vừa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thị trấn, mùng 1 tháng 6 năm 2003, mùng 1 tháng 6 năm 2023. Thị trấn Hợp Hòa là trung tâm huyện lỵ Tam Dương, được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày mùng 1 tháng 6 năm 2003, theo Nghị định số 09 ngày mùng 10 tháng 2 năm 2003 của Chính phủ. Trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích dân số xã Hậu Hòa, diện tích dân số của thôn Long Trì, xã Đậu Tú và diện tích dân số của thôn Chợ Đồi, xã An Hòa. Sau khi thành lập, thị trấn Hậu Hòa có tổng diện tích đất tự nhiên 873,7 ha, dân số trên 9.800 người. 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, cùng sự chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn của cấp ủy chính quyền và nhân dân, thị trấn Hợp Hòa đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Trên địa bàn thị trấn hình thành các mô hình sản xuất tập trung công nghệ cao, sản xuất hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2022, giá trị sản xuất trên 1 hecta diện tích canh tác đạt từ 150 đến 300 triệu đồng một năm, tăng 27 lần so với năm 2003. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa xã hội cũng đạt được nhiều thành tích cao. Tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 76,6 triệu đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Với những kết quả đã đạt được trong 20 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Hồng Hòa đã đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, huyện Vĩnh Tường vừa tổ chức Đại hội chống ngoan Bác Hồ lần thứ 5 năm 2023. Đại hội chống ngoan Bác Hồ huyện Vĩnh Tường lần thứ 5 năm 2023 là dịp tuyên dương các gương mặt tiêu biểu nhất trong vườn hoa nghìn việc tốt của thiếu nhi Vĩnh Tường, tuyên dương các anh chị phụ trách đội tiêu biểu đang ngày đêm cống hiến cho các thế hệ mầm non. Đó là những bông hoa đẹp nhất, những món quà ý nghĩa nhất để thiếu nhi Vĩnh Tường thành kính dâng lên Đảng, Bác Hồ kính yêu và là nguồn động viên giúp các em thiếu nhi tiếp tục phấn đấu học tập, tu dưỡng và rèn luyện, xứng đáng với danh hiệu chống ngoan Bác Hồ, xứng đáng với sự kỳ vọng của gia đình, nhà trường và xã hội. Cũng trong đại hội này, các đại biểu chính thức của đại hội được tham gia các hoạt động về nguồn như viếng lăng Bác Hồ, thăm phủ chủ tịch, bảo tàng Hồ Chí Minh, qua đó tăng cường đoàn kết thiếu nhi trên địa bàn huyện.
Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên nhấn mạnh mọi trẻ em đều có quyền được sống, phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện, được bảo vệ và không bị xâm hại. Huyện Bình Xuyên luôn dành sự quan tâm, chăm lo về vật chất và tinh thần cho trẻ em. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh và một số đơn vị trên địa bàn huyện trao nhiều suất học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, theo thông báo của UNICEF, có tới 29% thanh thiếu niên Việt Nam có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Và theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có khoảng 50% trẻ ở độ tuổi vị thành niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trầm cảm, lo âu, rồi nhiễu tâm trí. Những con số đáng báo động cho thấy sự cần thiết phải quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường, để từ đó sớm có những tư vấn và can thiệp kịp thời, tránh để những sự việc đáng tiếc xảy ra. Những hoạt động tư vấn tâm lý học đường như thế này được Vĩnh Phúc quan tâm tổ chức trong nhiều năm trở lại đây. Đây là một trong những hoạt động quan trọng để nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần và tăng cường khả năng tự chăm sóc tâm lý cho học sinh. Các em không chỉ được cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tâm thần của mình, mà còn nắm được các dấu hiệu bất thường và những giải pháp tháo gỡ về tâm lý. Sức khỏe về thể chất được đảm bảo, sức khỏe tâm thần ngày càng được quan tâm đúng mức nhằm đảm bảo rằng lứa tuổi học sinh có được sự hỗ trợ và chăm sóc tốt nhất. Vì đã là cuối cấp rồi nên là cũng có khá nhiều sự lo lắng cũng như là vấn đề với tâm lý bọn em. Và bây giờ cũng chỉ còn có hơn một tháng nữa thôi nên là bọn em phải đối mặt với rất nhiều bài tập với nhiều áp lực từ phía không chỉ bố mẹ thầy cô mà còn các bạn nữa. Qua buổi chia sẻ ngày hôm nay thì em thấy là có lẽ vấn đề áp lực không nên đặt quá nặng, mà quan trọng là về sức khỏe và tinh thần của mình là chính. Khi mà mình có một tinh thần khỏe mạnh và vui vẻ tích cực lên thì có lẽ là mọi vấn đề, mọi khó khăn sẽ được giải đáp và sẽ vượt qua được thôi ạ. Theo các chuyên gia tại Học viện Quản lý Giáo dục, các bệnh lý về sức khỏe tâm thần ở lứa tuổi học sinh, sinh viên cao hơn hẳn so với tỷ lệ người mắc bệnh ở quần thể chung. Đặc biệt, tình trạng tự tử trong lứa tuổi học sinh gia tăng đột biến trong thời gian gần đây. Do ở lứa tuổi này ít được tiếp xúc với điều trị, do còn có yếu tố kỳ thị về mặt tâm lý. Ở đây chúng ta đặt ra câu chuyện phối hợp gia đình, nhà trường là rất quan trọng. Cái thứ nhất là chính là cha mẹ của các em thì phải thường xuyên gần gũi con, mình quan sát thấy những cái bất thường về mặt tâm lý để lập tức mình có thể có những cái hỗ trợ cho con khi cần thiết. Cái thứ hai, các thầy cô ở trên lớp thì ngoài cái việc giảng dạy và giáo dục thì phải thường xuyên quan tâm, quan sát học sinh mình, quan sát đến những dấu hiệu bất thường về mặt tâm lý của mình, của con, của học sinh của mình đấy, để mình có những cái hỗ trợ và có những cái tư vấn kịp thời. Sau đó thì cả hai bên cha mẹ và thầy cô phải thường xuyên trao đổi với nhau để chúng ta hỗ trợ giải quyết nếu nó là các dối nhiễu nhẹ, và lập tức có cái tư vấn và đưa ra cái quyết định chuyển tuyến lên các cái tuyến cao hơn để can thiệp, để tránh những cái trường hợp đáng tiếc. Trong tiến trình xây dựng trường học hạnh phúc, một trong những yếu tố rất quan trọng là chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh. Những hoạt động tư vấn tâm lý học đường đã bước đầu mang lại hiệu quả cho cả giáo viên và học sinh. Việc xây dựng hệ thống tư vấn tâm lý học đường ngày càng bền vững sẽ giúp đảm bảo học sinh luôn được hỗ trợ và chăm sóc tốt nhất trên hành trình học tập và phát triển. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh vừa tổ chức hội thi văn nghệ thể thao ngành Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2023 chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Hội thi đã thu hút 9 đội văn nghệ và 6 đội bóng chuyền hơi nam nữ đến từ hội sở tỉnh, 8 phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội và các tổ chức chính trị xã hội thuộc các huyện, thành phố trong tỉnh. Các tiết mục văn nghệ tham gia hội thi có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ và truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, những nét đẹp của tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ca ngợi những thành tựu của ngành ngân hàng gắn với ca ngợi giới thiệu về đất và người Vĩnh Phúc. Thông qua hội thi nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, đề cao tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật, tăng cường sức khỏe, nâng cao trí lực, thể lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong toàn chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội, đồng thời tạo môi trường để các đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, phát hiện, bồi dưỡng và biểu dương những nhân tố tích cực, đẩy mạnh phong trào thể thao phát triển, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.